Vậy thôi mình đi ăn quán khác đi chị. Ăn thịt bò tiếng luật nha. Trời ơi thịt bò hả? Đừng ăn. Sao vậy chị? Không biết chuyện chi chưa? Không biết chuyện chi hả? Chị nói cho mà nghe. Mà nếu mà em muốn nhiều chuyện á thì đừng có nói ra hết. Nhưng mà thôi kệ, cũng cứ thích thì cứ nói đi. Bởi vì năm nay thì Tiến Luật cũng không tham gia chương trình. Đó, là quán thức bò của Tiến Luật á, theo như báo chí đăng thì đã sang quán, đóng cửa rồi. Biết lý do vì đăng không? Nhà có hai người trong một cái quán, mà một người đi làm MC, người kia đi diễn viên, quán ai trống, đóng cửa. Nhân viên ly tán, đó. Rồi, bởi đó chị nói là em suốt ngày cứ lo học hành, không lo cập nhật tin tức showbiz. Như chị nè, học thì cũng dốt thôi. Nhưng mà được cái là cái chi chị cũng biết. Trấn Thành tăng bao nhiêu cân, Hai Quan đưa bao nhiêu tiền, Ngô Kiến, thậm chí Ngô Kiến Huy sắp sang Thái sống thật với giới tính của mình.